Miền Nam thì nắng, còn miền Bắc, miền Trung thì mưa bão. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nữa nha. Về cái mảng trục xới nha, anh em ở gần ở xa em đều làm được. Đây mời anh Nguyễn Di Phương Di ở La Lâu, Chum Bông, Gia Lai. Ở đây ở tỉnh Gia Lai. Số điện thoại của khách ở đây nha. Mời anh Nguyễn Phương Di vô xem trục xới anh nha. Em nhận được trục xới của anh rồi nha anh. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Anh em ở miền Trung mà, Gia Lai nè. Anh em ở Gia Lai nè. Em hân hạnh được phục vụ anh em ở Gia Lai nha. Anh em ở Gia Lai em cũng làm được nhiều trục xới rồi nha anh em. Anh em được đúng được sự tin tưởng của tín nhiệm của anh em. Hân hạnh được phục vụ anh em nha. Ở gần ở xa anh em đều gửi cho em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Từ Bắc vô Nam. Từ Bắc vô Nam nha. Em hân hạnh được phục vụ anh em. Qua cái trục xới này của ông khách này là ông đã sắp rồi nha anh em. Trục xới này sắp rồi. Mà xới không đạt đây. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Đây. Anh khách này ảnh ở không đọc được chư Bờ Rông. Là lâu chư Bờ Rông Gia Lai. Chư Bờ Rông Gia Lai. Số điện thoại của khách đây nha. Anh Nguyễn Nguyễn Phương Di. Đây em nhận sắp lại cho anh em nha. Có những cái trục xới như vậy anh em đã sắp rồi mà xới không được. Chắc cái trục xới này của ông khách này ông sắp rồi mà ông chưa xới lần nào luôn hay sao á. Ở đây em nhận làm mới cho anh em luôn nha. Làm mới và sắp sửa cho anh em đầy đủ. Lấy đồ giá đỡ ra đi con. Sắp sửa làm mới đầy đủ cho anh em nha. Ở đây em sử dụng lách ma để em lấy cái chân nú ra cho anh em. Để tận dụng và sử dụng lại cái chân nú cũ để cho anh em đỡ tốn vấn đề tiền để mua một cái chân nú mới. Em tận dụng hết sức để cho anh em đỡ tốn chi phí rất nhiều. Chân nú em xả ra, em mài vệ sinh cho anh em đầy đủ rồi em mới lắp trở lại để cho nó tận dụng được cái chân nú cũ cho anh em nha. Tận dụng triệt để cho anh em đỡ tốn tiền chi phí vận chuyển với chi phí phải mua thêm cái chân nú nữa. Đã tốn tiền vận chuyển mà còn tốn tiền chân nú nữa. Anh em rất buồn. Cho nên em phải tận dụng hết sức để cho anh em đỡ tốn chi phí. Càng ít chi phí cho anh em càng tốt. Đây là của anh khách ở Nguyễn Phương Di ở La Lâu Chư Bà Gông Gia Lai. Số điện thoại của khách đây nha. Anh em là ở Gia Lai có thể liên hệ với anh Di để biết thêm thông tin trục xới sau khi em sẽ chuyển về ngoại cho anh Di sử dụng nha. Cảm ơn anh em ở Gia Lai ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Em làm được nhiều trục xới cho anh em ở Gia Lai rồi. Cảm ơn anh em ủng hộ. Cảm ơn anh em ở Gia Lai ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Em làm trục xới 61, 63 tỉnh thành từ Bắc vô Nam. Cảm ơn anh em ủng hộ Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Hân hạnh được phục vụ anh em gần xa nha. Có những anh em cái chén này nó bị hư nè. Cái chén này nó bị hư em sẽ làm lại cho anh em. Tặng cho anh em miễn phí cho anh em cái phần này luôn. Em cũng nói mình có nhiều anh em rồi. Cái phần mấy cái phần lật giặt, nói chung là phần lật giặt là ở đây là em làm lại cho em. Đây cái như cái tình trạng cái trục xới ở đây. Anh em thấy không? Này, nó bị chân nú cũ nè. Khách đã làm rồi mà không sạch nè. Rất xấu thấy chưa? Lồi lõm tùm lum. Ở đây là em xả ra, em sắp xả ra em sẽ mài láng thiệt sạch sẽ bóng bẩy cho anh em luôn, cứ như là mới. Rồi em mới sắp chân nú vô cho anh em nha. Một lần nữa em nhắc lại điều đó, em sẽ làm sạch sẽ, không có làm mất vệ sinh như vậy đâu nha. Đây. Ở đây là em không có làm gì đâu, em sẽ mài láng sạch sẽ cho anh em bóng cho anh em luôn như cây mới, rồi em mới sắp chân nú luôn. Anh em dòm trục xới, anh em rất hài lòng, rất sạch sạch sẽ đẹp cho anh em luôn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha.